Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ của các dự án IDO, các dự án iRoboty, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để liên tục những dự án nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đối với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Calaboy. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link chuyển vốn mô tả video, sau đó các bạn nút start để chatbot. Tiếp theo các bạn chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Còn ta sẽ hoàn thành phần captcha. Có thể là bot nó hơi chậm một tí, anh em chịu khó chờ nhé. Nhiều nhiệm vụ vãi luôn. Chúng ta sẽ nơi được cho vào các kênh mạng xã hội, kênh Telegram này. Ấn vào nút click here to prover này. Cho tiếp một kênh nữa này. Mở Discord này. Twitter, YouTube, Instagram. Đây chúng ta thấy là có những cái nhiệm vụ follow, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chọn đồn đây này. Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ được làm cái nhiệm vụ follow đi. Chọn đồn tiếp này. Discord chúng ta vào company này. Tích tổ tích này, submit này. Bot nó phản hồi hơi chậm một tí anh em nhé. Nó phải sau vài giây đấy. Có độ 30 giây đến phút. Chúng ta ấn vào phần Twitter này. Tiếp tục chờ. Gửi profiling của kênh Twitter chúng ta. Ta mở profile ra. Copy phần profiling này. Paste đây. Kênh YouTube chúng ta ấn vào avatar vào kênh của bạn này. Đang nữa chúng ta sẽ lấy link này. Tương tự chúng ta Instagram cũng ấn về phần profile. Tiếp tục chúng ta ấn vào phần Discord. Bot này thì nó không tự động như là những cái bot khác chúng ta tưởng là. Chúng ta gửi username Discord anh em nhé. Discord thì không có link nữa. Nó chỉ gửi username là được. Chúng ta ấn vào phần Instagram. Copy phần profiling của Instagram. Viết đây. YouTube chúng ta cũng sẽ copy phần profiling của kênh YouTube này. Ta chọn phần mục YouTube. Viết đây. Ta ấn vào link dev, các bạn có thể link dev mà chia sẻ về thân dev chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Calaboy. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.